Xin chào bạn. Thì hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tiếp tục cái phần mềm là SimpleMind đi ha. Phần mềm vẽ sơ đồ tư duy. Rồi phần mềm này thì nó rất là hay, rất là đơn giản ha. Các bạn chỉ khoảng 1-2 video là các bạn thành thạo được cái phần mềm này rồi. Thì video trước tôi hướng dẫn các bạn tải về cài đặt rồi á. Thì phần mềm là SimpleMind. Thì phần mềm này là bản quyền ha. Có bản quyền thì khoảng hơn 600 ngàn tiền Việt Nam ha. Rồi. Thì trước thì tôi hướng dẫn các bạn cái cách tạo được những cái hai cái sơ đồ tư duy như thế này, thấy chưa? Rất là nhanh đơn giản thôi. Thì trước khi tiếp tục thì tôi nhắc sơ lại một số cái thao tác cơ bản cho bạn nhớ ha. Thì đầu tiên thì các bạn muốn thêm cái đối tượng nào đó thì các bạn click vào đây ha, click vào đây và nhấn cái dấu cộng này để thêm đối tượng con ha, món trang miệng giả sử như là vô, giả sử vậy vô, rồi enter, rồi chúng ta click thêm một cái đối tượng con. Còn bạn muốn thêm một cái đối tượng cung cấp thì nhấp vào cái dấu sao này. Ha, chúng ta click để thêm một cái đối tượng con, chúng ta đánh nội dung vào thôi ha. Còn các bạn muốn chỉnh sửa cái style á, cái style như cái kiểu chữ, phông chữ, màu sắc hay là đường viền gì đó, bạn click vào cái chữ T này, T là subject á, đây nè. Thấy chưa? Thì đánh vô đây mình chỉnh sửa nội dung lại đây cũng được nè. Hoặc là cái note dưới đây là các bạn gợi ý, các bạn ghi chú thôi. Còn cái style nè, cái này chính là những cái phần tôi vừa nói là kênh lề nè. Rồi hình dáng bao quanh nè, độ dày của cái đường viền ngoài. Rồi kích cỡ xe chữ nè, thấy chưa? Màu nè đang ở màu xanh nè, thấy chưa? Nền xanh, đường viền xanh và cái chữ màu đen nè, thấy chưa? Nó chữ là màu đen. Thấy chưa? Bạn muốn chỉnh sửa gì thì bạn chỉnh sửa trong đây sẽ ok. Rất là đơn giản ha, nhắc sơ thôi. Rồi. Còn trường hợp mà các bạn muốn muốn mà di chuyển á, di chuyển một cái đối tượng nào đó, một cái đối tượng nào đó thì bạn click vào đây. Click giữa dấu trái không buông và bạn rê thì bạn di chuyển thôi, thấy chưa? Rồi. Trường hợp ở này bạn muốn sửa cái chữ này lại thì bạn nhấp đôi dụng vào đây, sửa lại dưa hấu mà đánh chữ dưa hấu rồi. Rồi, xong. Bạn muốn di chuyển mà trường hợp bạn muốn di chuyển một đối tượng thì bạn click vào đây. Còn bạn muốn di chuyển nguyên một cái nhóm đối tượng á thì bạn click vào, ví dụ như bạn click vào đây thì chỉ di chuyển được cái đối tượng là cái chữ món trắng miệng thôi. Còn các bạn muốn click mà di chuyển hết toàn bộ thì bạn giữ phím shift ha, tay trái bạn giữ phím shift thì bạn sẽ di chuyển nguyên một cái nhóm như thế này, thấy chưa? Đây tay trái giữ phím shift di chuyển được nguyên cái nhóm như thế này đó. Rồi tiếp tục ha, video này chúng ta sẽ thêm một số cái phần mới á, là trường hợp mà giả sử như giờ cái sơ đồ tư duy của các bạn á, bạn muốn di chuyển hết toàn bộ thì bạn click vào bên trắng, phần trắng ngoài nè, click vào đây trái để bạn di chuyển, thấy chưa? Rồi trường hợp cái sơ đồ tư duy các bạn nó rất là nhiều cái đối tượng như thế này thì khi bạn hướng dẫn người khác thì nhìn rất là rối mắt ha. Thì các bạn muốn nó phân biệt giữa các màu, có nghĩa là như thế này, giả sử giờ tôi chọn vô cái món trắng, món mặn nè ha, món mặn đây. Rồi thì tôi cho nó tô một cái màu, click vào dấu ba chấm nè, tôi chọn cái cuối cùng đây thì nó sẽ tạo ra một cái màu bao quanh hết những cái đối tượng của cái món mặn này. Tương tự vậy tôi làm bên món canh này, giả sử click vào đây tôi chọn đây, thấy chưa? Những cái nào mà nó có cái nhóm con của nó thì nó sẽ tự động tô cái màu nền viền, thấy chưa? Nó bao quanh lại như thế này, click vào đây là chọn cái hình này, thấy chưa? Rất là đơn giản. Tại khi mà các bạn nhìn hướng dẫn cho người khác xem á, người ta sẽ nhìn sẽ phân biệt được cái đâu là những cái đối tượng con của đối tượng nào ha, nhìn rất là dễ ha. Đó. Đó là một cái thứ hai nữa, trường hợp mà các bạn muốn mà bắt ban đầu mà chúng ta thuyết trình á thì nó sẽ không sổ ra hết những cái nội dung như thế này, nó sẽ bị ẩn ha. Giả sử giờ tôi làm thử cho bạn hình dung, giả sử giờ tôi click vào đây ha, bạn click vào cái đường này nè. Cái đường nói như cái này nè ha. Thì khi bạn click vào nó sẽ hiện ra ba cái đối tượng, một là cái dấu ba chấm ở giữa và hai cái ô vuông ở đầu, ở hai cái đầu hai cái đỉnh đầu á ha, điểm đầu điểm cuối. Rồi thì bạn click vào cái dấu trừ nè, cái ô vuông ở điểm cuối trừ đây nè, click vào đây thì nó sẽ tự động ẩn đối tượng này. Tương tự như tôi làm cho các nhánh còn lại ha, sẽ tôi chọn cái đường này, sau tôi click vào dấu trừ đây, chọn cái đường này, tôi click vào cái dấu trừ đây, click vào dấu trừ đây để chi, để tôi tạm ẩn hết những cái đối tượng chúng ta, thấy chưa? Để khi mà các bạn thuyết trình tới đâu thì các bạn sẽ click cho nó hiện ra tới đó. Thì sẽ giờ tôi hãy thuyết trình cái chủ đề nấu ăn này, tôi click vào đây. Trước tiên là tôi thuyết trình về cái món mặn, thấy chưa? Tôi click sẽ hiện ra đó. Tiếp tục tới món gì đây, món canh. Khi tôi thuyết trình tới cái món nhớ món nào thì tôi sẽ mới click cho nó hiện ra để tránh chứ cho cái người xem người ta bị phân tâm ha. Rồi là cái cách mà một cái cách là bạn click vào dấu trừ đây, còn một cái cách nữa là bạn click chuột phải, bạn chọn cho tôi cái chữ hai sẹt sau như là ẩn hoặc là hiển thị. Thì trường hợp bạn muốn ẩn thì bạn chọn cái chữ hai nè, ẩn ha. Ẩn thì có nhiều loại ẩn, ẩn từng nhóm con hay là ẩn toàn bộ, sửa tôi ẩn từng nhóm con đi ha, hai children nè,
thấy chưa, nó sẽ ẩn từng nhóm con chứ nó không ẩn toàn bộ. Đó, tôi làm lại, tôi sau sau thì cũng tương tự về bạn sau children hay là sau toàn bộ ha, sau là hiển thị đó, thấy chưa. Rồi trường hợp này tôi làm ha, giả sử tôi ẩn hết toàn bộ đi, hai full hai đi ha, ẩn hết toàn bộ luôn, rồi click vào đây ẩn hết toàn bộ luôn, thấy chưa. Và muốn hiện lại thì bạn click vào đây, click chuột phải, bạn chọn cái sau full sau đây, thấy chưa, hoặc là bạn click vào cái dấu cộng này cũng được cho nó hiện ra lại, thấy chưa, click vào từng dấu cộng cho nó hiện từng cái nhóm con ra, thấy chưa. Chúng ta có nhiều cách ha, hai cách, một là click vào dấu cộng cũng được, hai dấu trừ nè, hai là bạn click chuột phải, bạn chọn cái chữ tiếng Anh, chữ hai hoặc chữ sau, trên đây hai là ẩn còn sau là hiển thị. Rồi giờ chúng ta vừa xong được hai phần mới ha, một là hiển thị cái màu nền một nhóm đối tượng, hai là ẩn hoặc hiện một cái nhóm đối tượng, thấy chưa. Rồi tới phần thứ ba là cái phần layout. Layout thì giả sử giờ tôi tạm tắt cái phần mà hiển thị những cái màu viền nền đi, nó nhìn rõ mắt quá. Rồi tôi sẽ tạm tắt đi, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái phần layout. Layout là gì? Layout là cái cách chúng ta hiển thị theo hướng ngang dọc đó. Giả sử tôi làm ví dụ cho bạn hình dung, thì tôi chọn cái chủ đề là nó ăn nè, tôi đích dầu dấu ba chấm, tôi chọn cái layout là đây, thấy chưa. Phía trước thì tôi nói rồi mà tôi nhắc sơ thôi, thì cái layout này á thì hiện mặc định thì chúng nó ta đang ở pre from, nghĩa là cái tùy ý chúng ta ha, cái mẫu tùy ý. Rồi tôi sẽ list cho bạn xem từng mẫu một nè, giả sử như cái mẫu horizontal là mẫu theo chiều ngang, nghĩa là hai nội dung chúng ta sẽ nằm hai bên nè, list ok cho bạn xem thử, thấy chưa, nó sẽ dạt sang hai bên, nó là một cái. Cái thứ hai là chúng sẽ nằm ở trên hoặc ở dưới cái đối tượng chính chúng ta nè, vertical là đối tượng dọc nè ha, thấy chưa, nó nằm ở trên hoặc ở dưới, ở giữa của cái chủ đề chính là nấu ăn. Rồi đó là hai cách hiển thị. Cách thứ ba là hàng lập theo cái dạng list, là danh sách theo loader á, như cái thư mục trong Excel, trong cái window chúng ta gì đó, thấy chưa, nó sẽ liệt kê như thế này, nó liệt kê sẽ theo cái dạng list là danh sách á, thấy chưa, tương tự như cái list mà bên tay phải bằng nè, thấy chưa, nó các chủ đề nè, thấy chưa, tương tự như cái list này thôi, đó list ở đây để hiển thị ra. Rồi đó là mấy cách rồi. Một cái trên đầu là cái từ tùy ý nè, đây là cái theo chiều ngang theo chiều dọc, thế là dạng danh sách là list, là có được bốn cái rồi ha. Còn cái thứ năm là cái gì? Cái thứ năm là cái tùy ý của chúng ta ha. Tùy ý là sao? Xin lỗi, cái phần trên thì tôi nói thêm luôn, là sẽ như bạn chọn một cái là kiểu nào cũng được, horizontal nè, thì dưới này sẽ có bốn cái tùy chọn là chỉ hiển thị bên tay trái hoặc bên tay phải hoặc là tùy chỉnh nè. Thì sẽ giờ tôi cho tự động đi, automatic đây, ok. Thì khi bạn chọn automatic đó, thì bạn không được quyền chỉnh sửa, thấy chưa, ta di chuyển không được đó, tôi làm lại. Hoặc là khi các bạn chọn vẫn chọn horizontal mà chọn bên trái thì nội dung chúng ta sẽ hiển thị bên trái, trái là led nè ha, thấy chưa đó. Rồi không muốn hiển thị bên phải thì chọn right đây, vẫn là horizontal ha, right, thấy chưa. Rồi còn các bạn mà trường hợp các bạn muốn chỉnh sửa tùy ý theo ý mình á, thì các bạn phải chọn chế độ này, chế độ cuối cùng nè ha. Chế độ này là chúng ta sẽ tùy ý chúng ta thay đổi, ok, nghe chúng ta được quyền chỉnh sửa đó. Giả sử gì chỉnh sửa như thế này, bạn lo cái này đi đâu cũng được nè, thấy chưa, xin lỗi, lo cũng không được luôn. Rồi thì sẵn đây tôi hướng dẫn các bạn luôn, có một cái là cái thực hiện như thế này. Giả sử như giờ chúng ta có các món nướng nè ha, thịt gà, có cái này, cái này tôi không muốn nó nằm trong cái nhóm thịt gà nữa, tôi muốn nó di chuyển sang cái món mặn đi. Giả sử vậy thì tôi click vào cái đối tượng này, tôi di chuyển click giữ trái combo thì tôi rê tới cái đối tượng nhóm món mặn nè, tôi buông trái ra thì nó sẽ tự động, nó sẽ trở thành một cái đối tượng con của món mặn này, bạn thấy chưa, nó sẽ cung cấp với món thịt gà, thấy chưa. Rồi tôi muốn quay lại thì tôi click vào đây, tôi di chuyển đến cái đối tượng thịt gà này thì nó sẽ hiện ra một cái màu hơi tím tím bao quanh đó, mờ đó, tôi buông trái ra thì nó sẽ quay lại làm nhóm con của này lại ha. Nói chung là bạn click và bạn rê tới đối tượng nào thì nó sẽ thành nhóm đối tượng con của đối tượng đó, thấy chưa, đó nè, thấy chưa, đó muốn quay lại thì click vào đây đó. Rồi đó là cái cách chúng ta đã di chuyển đối tượng một cách. Hai cách thứ hai là khi bạn click vào cái đường mà nói giữa cái món nướng nè, thì bạn click thấy cái ở đầu mũi cái đầu ở đầu của cái đỉnh của cái đường dây này nè, bạn click đây, bạn rê vô cái đối tượng nào thì cũng là nó liên kết với đối tượng đó, thấy chưa. Tôi rê vô món mặn thì nó cũng là liên kết, nó là món nướng cung cấp với món thịt gà, thấy chưa. Tôi rê cái điểm đầu này tới cái chủ đề nấu ăn thì nó sẽ thành món nướng, là cái món cung cấp với món mặn luôn, thấy chưa. Đó rồi thì có hai cách thôi, một là bạn click vào cái đường này, bạn rê cái đỉnh đầu nè, cái nguồn đây, hay là bạn click vào đối tượng, bạn rê tới đối tượng khác ha, đó rê đối tượng khác như thế này, hai cách.
Rồi còn một cái cách mà để chúng ta hướng dẫn người xem nó, giả sử như cái món món nướng với món xào này, hai món này là nó liên quan nhau, giả sử vậy thì khi bạn lít vào cái món nướng nè, bạn lít vào cái dấu cộng nè ha, bạn lít giữ trái combo, bình thường thì bạn lít bạn buông ra liền thì bạn thêm một cái đối tượng con của món nướng. Còn trường hợp này tôi không muốn tạo đối tượng con mà tôi là muốn tạo cái mối quan hệ giữa món xào và món nướng này thì sao? Thì giả sử không, tôi tạo một cái mối quan hệ khác đi cho nó dễ thấy. Giả sử món nướng với món canh chua đi ha, thì tôi lít vào món nướng này, lít vào cái dấu cộng nè, lít giữ trái combo nhà tôi rê ha, lưu ý tay trái tôi đang giữ trái combo nhà tôi rê ha, rê tới món canh chua tôi còn trái ra, thì tôi sẽ tạo ra được một cái đường nè, thấy chưa? Cái đường hình mũi tên này là tạo mối quan hệ giữa món nướng và món canh chua ha. Đó, mũi tên từ chỉ từ món nướng xuống món canh chua, nhưng nghĩa là hai cái này nó có cái quan hệ gì đó. Rồi bạn muốn xóa bất kỳ một đối tượng nào đó thì bạn click vào đây và bạn nhấn cái phím delete trên một phím của bạn thì bạn xóa ha. Rồi rất là đơn giản. Rồi cái phần layout này thì cái phần cuối nè, phần cuối là cái phần gì? Cái phần này là cái phần mà nó hiển thị những đối tượng chúng ta nằm ở phía dưới đối tượng chính chúng ta, nằm phía dưới cái đối tượng chủ đề nấu ăn, thấy chưa? Như thế này, dạng sổ xuống giống như là các bạn thấy giống như là cái sơ đồ tổ chức vào trong một cái doanh nghiệp nào dưới đây ha, thường hay làm theo dạng này. Rồi sơ đồ quản trị đó, rồi sao nữa? Rồi thì trong đây thì bạn được tình tùy tùy chỉnh sửa như tôi vừa nói thôi nè, click vào đây đi để tạo ra cái thay đổi cái vị trí của các đối tượng ha, cùng cấp nè ha, dưới cấp này. Rồi sao nữa? Rồi trường hợp mà bạn click vào cái đường này cũng được nè, click vào cái đường này và bạn rê rê qua đây, thấy chưa? Đó, rê đây thì cái món tráng miệng này đã trở thành đối tượng con của món xào. Rồi tao không muốn, tao muốn quay về để nấu ăn thì click vào đây đây, thấy chưa? Bạn click vào cái đường này bằng hoặc cũng được, bạn click vào đối tượng này di chuyển cũng được ha, hai cách cách nào cũng được. Rồi sao nữa? Rồi tiếp theo tôi hướng dẫn các bạn cái phần mà tùy chỉnh cái đường này ha. Rồi video trước tôi đã hướng dẫn các bạn tùy chỉnh cái đối tượng ra rồi, bây giờ chúng ta sẽ tùy chỉnh cái đường này. Cái đường này thì các bạn được quyền tùy chỉnh cái gì? Tùy chỉnh như là bạn khi bạn chọn đối tượng á thì bạn sẽ thấy là đối tượng chúng ta sẽ có ba cái ha, một là dấu ba chấm giữa và dấu trừ và dấu chấm ở đỉnh đầu ha. Ta click vào dấu ba chấm để chúng ta tùy chỉnh được những cái màu sắc hay là cái gì đó, độ dày của đường này. Thì khi bạn click vào dấu ba chấm này sẽ xuất hiện cái bảng này, bạn chọn cho tôi cái bảng này, thấy chưa? Thì trong bảng này bạn được quyền tùy chỉnh cái gì? Đường hiện tại chúng ta đang mặc định là đường đứt nét, bạn được tùy chỉnh đường liền nét hay đường hai đường, double là hai đường, đường mỏng hay là đường dày nè, thấy chưa? Đó, ta tùy chỉnh được hết. Là chúng tôi cho hai đường đi. Rồi độ dày đường đang ở mặc định là ba nè, bạn muốn tăng lên thì bạn dày lên là tăng lên. Rồi và cái đường nó không có mũi tên, giả sử như bạn muốn cho mũi tên thì bạn click vào đây, thấy chưa? Đường chúng ta có mũi tên hai loại, mũi tên ở đầu và ở cuối ha. Rồi trường hợp người ta cho mũi tên ở xua là nguồn nè, target là cái điểm đích đến. Rồi bạn tùy tí bạn cho mũi tên ở đâu cũng được ha, bạn cho rồi bạn sẽ xác định được cái mũi tên ở đâu là đích, chứ đâu là nguồn ha. Rồi tiếp tục, còn đây là cái gì? Cái đường chúng ta đang ở đường trường hợp này tôi cho cái quay về cái layout kia đi ha, cái gì layout mặc định đi cho có dễ, cho dễ hướng dẫn các bạn cho dễ, cho các bạn dễ hình dung. Cần control set lại, tôi di chuyển nguyên cái nhóm thì tôi giữ phím shift ha, lưu ý tôi di chuyển nguyên cái nhóm thì tôi nhấn phím shift cho nó. Rồi rồi đơn giản như vậy thôi đó. Rồi các bạn đợi tôi tí ha, tao quậy tùm lum tà la. Lưu ý khi một cái đối tượng bạn chọn như thế này, bạn sẽ thấy có một cái dòng xoay như thế này, bạn click và bạn thấy xoay đối tượng, thấy chưa? Click chỉ có cái dòng xoáy nè, nó click và xoay xoay những cái đối tượng con bên trong ta, thấy chưa? Đây là dòng xoay nè đó. Rồi chúng ta quay lại cái phần này, thì nãy tôi nói các bạn hướng dẫn tùy chỉnh cái đường á, tôi click một đường đại này đi, click chữ ba chấm, click vào cái bảng này. Rồi thôi tùy chỉnh cái gì, đường liền nét hay đứt nét nè, tao cho đường hai đường đi, độ dày đường dấu mũi tên nè ha, hay dấu mũi tên ở cái nguồn, cái nguồn là cái điểm xuất phát của cái đường thẳng này là cái nguồn nè, còn cái target là cái điểm đích chúng ta đến nè ha, đây là cái xua là nguồn nè, nguồn giả sử tôi đã không nói gì nhưng mà cái target là cái điểm đến thì tao cho cái dấu mũi tên, thấy chưa? Rồi đường đường chúng ta mặc định đang ở đường cong thì tao muốn đường thẳng thì tao click vào đây, thấy chưa? Bạn muốn thay đổi màu từ màu xanh sang màu gì thì bạn click vào đây, hãy sửa đổi thành màu đỏ đi ha, tùy các bạn. Rồi đó, rồi sao nữa? Rồi sau đó bạn nhấn ok áp dụng, thấy chưa? Từ đường cong chỉ thành đường thẳng, và cái đây là cái đầu mũi tên và đây là đường hai 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 nét ha, đó đường double đó, thấy chưa? Chúng ta được tiền thay đổi cái đường. Rồi
trường hợp mà các bạn đó là các bạn chọn một đường ha, trường hợp các bạn muốn chọn nhiều đối tượng thì sao? Thì muốn chọn nhiều đối tượng thì tôi hướng dẫn rồi, các bạn giữ phím shift. Bạn muốn chọn thay đổi hết nhiều đối tượng trong món tráng miệng này thì bạn giữ phím shift nè, như thế này là bạn chỉnh sửa được nguyên cái nhóm trang món tráng miệng. Còn bạn muốn chỉnh sửa thì tôi làm thử ví dụ cho bạn hình dung ha. Sẽ như cái món canh này đi. Rồi tôi muốn thay đổi hết mà tất cả những cái nhóm đối tượng trong món canh này thì sao? Tôi trái giữ phím shift, tôi chọn món canh, sẽ tôi thay đổi màu bằng cách là tôi lúp vào trong cái nó mất tiêu cái hình menu trên rồi, view nè, khi bạn thấy mất cái menu nào thì bạn nhấp view cho nó hiện ra lại ha. Tôi đã mất hình như là cái đây rồi, thì tôi chọn cái món canh này, giữ phím shift chọn món canh, chọn hết tất cả này, sẽ thay đổi màu, click vào đây, đây cái bảng ngọc thoại bên đây nó xuất hiện nè. Thay đổi màu cam sang màu xanh dương đi, thấy chưa? Tôi di chuyển màu thay đổi hết toàn bộ nè. Bạn lưu ý với chỗ món canh nè, thấy chưa? Nó tôi chuyển đến đâu thì màu thay đổi theo đó, thấy chưa? Rồi ok ha. Rồi tiếp tục, giả sử như tôi muốn thay đổi là thay đổi cái màu, giờ tôi muốn thay đổi cái đường không thì sao? Cái đường không thì bạn giữ phím shift và click vào cái đường này thì nó sẽ chọn hết tất cả những cái đường này ha. Rồi tôi thay đổi cái đường này thì tôi chọn màu tương tự vậy. Lưu ý tôi phải giữ phím shift ha, tôi vừa buông phím shift rồi phải giữ tay trái giữ phím shift, tôi chọn lại đây. Tôi chọn lại đây, thấy chưa? Tay trái chịu phím shift, tôi chọn hết tả những cái đường này, nghĩa là đại khái là phím shift là phím chọn hơn nhiều đối tượng cùng lúc đó, thấy chưa? Rồi nó đã đổi màu như thế này, giống một xanh dương đi. Rồi xong rồi, các bạn muốn thay đổi một đối nhiều đối tượng mà nó rời rạc, nó không liên tục nhau thì sao? Thì cái đó các bạn giữ phím control ha, hay điều hành Windows thì bạn giữ nút control, còn máy Apple á bạn giữ phím command thì bạn chọn được từng đối tượng rời rạc. Thì tôi giữ phím command ha, phím control trên Windows á, chọn đối tượng này, rồi tôi chọn đối tượng này, chọn đối tượng này, nghe là tôi chọn được các đối tượng rời rạc nhau á, thì tôi giữ phím control đó, thì tôi di chuyển màu nè, thấy chưa? Đó, tôi chọn các đối tượng rời rạc nhau thì tôi giữ phím control, còn các ta chọn những cái nhóm đối tượng mà nó là liên tục nhau á, đối tượng con nhau á, thì ta giữ phím shift, đơn giản như thôi. Rồi dạ, cơ bản là đã xong được cái phần mềm này ha. Tôi coi tôi còn chưa hướng dẫn bạn cái gì nữa đây. Rồi còn phần nữa, giả sử giờ bạn chọn đối tượng này đi, bạn click vào dấu ba chấm, còn cái phần mà liên kết nữa nè ha. Video trước thì tôi chỉ nói sơ thôi, chưa có làm thực hành kỹ, thì tôi làm cho bạn xem. Thì cái này bạn phải chèn tới một cái mind map khác, ngay một cái file khác này. Giả sử tôi click vào đây, tôi chèn tới một cái file xem gắn máy đi ha. Tôi đang thao tác trên file nấu ăn, tôi chèn tới cái file bản đồ sơ đồ tư duy xem gắn máy đi, tôi nhấn ok. Rồi thấy chưa, ở đây nó xuất hiện thêm một cái biểu tượng là liên kết như thế này. Thì khi tôi click vào cái chỗ liên kết này á, thì tự động nó sẽ mở ra cái file cái dễ sơ đồ tư duy của xe gắn máy, thấy chưa? Đó. Rồi click vào cái chữ dưa hấu này đi, click vào trong cái chèn liên kết này, còn chèn được gì nữa thì ngoại trừ bạn chèn được cái sơ đồ tư duy là mind map á, thì bạn chèn tới một cái file document hoặc là một cái trang web ha. Nghe bạn chèn đến một cái trang web Google, trang web nào trên mạng cũng được, hoặc là một cái file nào đó trong cái máy tính của bạn, thì bạn click vào cái loader để nó trình duyệt đến cái file của bạn ha, đến thư mục của bạn. Rồi cái này cũng khá đơn giản thôi, không gì hết. Rồi cái gì nữa đây, rồi chỉ đơn giản như thôi. Còn này là chèn ảnh thì video trước tôi nói rồi ha. Rồi còn cái phần cái đường này thì chúng ta vừa thực hiện trong cái việc là thay đổi màu, độ dày, rồi mũi dấu mũi tên, hay đường đứt nét, hay đường liền nét, đường thẳng hay đường cong, thấy chưa? Cái này thì bạn thêm chữ trên đường này cũng được nè. Giả sử tôi click vào đây, tôi click vào cái chữ T dấu cộng nè, tôi đánh chữ giả sử như đây là sung, đánh nội dung gì cũng được thì các bạn hãy giả sử đánh như số 1, sau đó enter, thấy chưa? Cái đường đó đánh số 1, tiếp tục cái đường này tôi đánh thêm một cái nội dung gì đó số 2, enter, thấy chưa? Đó, bạn tùy các bạn thôi, bạn đánh cái gì cũng được, thấy chưa? Giờ bạn di chuyển vị trí cũng được nè, thấy chưa? Giờ bạn tôi đánh hai đường rồi, đánh thì bạn đánh xong bạn di chuyển cái đường này, thấy chưa? Đó, di chuyển cái đối tượng ra, đó, thấy chưa? Rất là dễ thôi. Đó, làm ví dụ hướng dẫn trên tay sử như món tráng miệng, đây là món số 1, đây là món số 2, thấy chưa? Đó, thì cái phần mềm này tôi thấy là nó khá hay, nó nhìn nó đơn giản, nó trực quan hơn cái phần mềm mà IMAP tôi đã hướng dẫn rồi đó, vẽ sơ đồ tư duy á. Rồi thì tôi thích cái phần mềm này hơn ha. Rồi hẹn cái video hướng dẫn về cái vẽ sơ đồ tư duy thì nó chỉ đơn giản như thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video, các phần mềm khác tiếp theo.